Xin chào tất cả các anh chị em yêu quý của đồng hồ giơ vắt nhé. Và hôm nay đồng hồ giơ vắt chúng tôi lại review một mẫu đồng hồ siêu siêu hot hiện tại đang có mặt tại hệ thống đồng hồ giơ vắt của chúng tôi. Và trước mắt anh chị em nhìn thấy đó là một mẫu đồng hồ thương hiệu Sunrise dành cho nữ giới với thiết kế mẫu mới nhất của năm 2021 và vừa mới về gian hàng của chúng tôi trong tháng 11 này. Và cho nên hôm nay tôi còn chưa kịp bày ra ngoài tủ, tôi làm video này luôn để lên sóng cho anh chị em ngắm và xem có ưng được mẫu nào hay không nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào từng mẫu một. Vâng, đây trước mắt anh chị em là mẫu đồng hồ Sunrise có mã số là 9010SA và 9010AA. Vâng, thì cái mẫu là 9010SA thì là cái viền benzen đây, anh chị em nhìn này, viền benzen là nó không có đính đá. Đấy, còn 9010AA thì là viền benzen này, đấy, nó có đính đá. Đấy, tất cả đều có đính đá. Và ở đây thì gồm nó đều là một mã, nhưng mà một mã là có đính đá và một mã là không có đính đá. Và còn về màu sắc thì anh chị em nhìn rồi. Đây, có màu trắng này, màu đen này, màu đỏ này, màu xanh này, màu dây vàng vỏ vàng này. Đấy, rồi màu derby này, đấy, vàng trắng kết hợp nhau này. Rồi là màu vàng đen này đó. Và ở bên mẫu bên mẫu 9010 SA này thì cũng vậy, đây là màu mặt đen này, dây đen này đấy, còn đây là màu mặt trắng, dây trắng đấy. Rồi là màu derby là đen trắng, đen vàng, màu derby đen vàng kết hợp với nhau này đấy. Rồi mặt màu vàng đấy, dây vàng vỏ vàng, mặt vàng. Đây là cũng màu derby, đấy, màu derby vàng trắng. Đấy, còn đây là màu mặt xanh, đấy, đây là mẫu màu mặt xanh luôn, màu mặt đỏ và màu mặt xanh, màu xanh lá cây. Đấy, thế thì ở đây thì nếu mà anh chị em nào mà muốn kiểu dạng đeo đồng hồ mà theo cái kiểu dạng phong thủy là kim mộc thủy hỏa thổ ấy, thì tôi nghĩ ở đây nó gần như là đủ bộ luôn. Hình như ở đây chỉ có thiếu màu nâu thôi, và màu nâu thì bên tôi không nhập cái màu nâu, cho nên là ở đây đang bị thiếu màu nâu. Còn nếu mà nói về kim mộc thủy hỏa thổ thì gần như đủ ở đây cả. Màu thì đây, màu đất biểu đây, màu thủy này, đây này, thủy này, hỏa này, mộc này, kim đây này, đấy, đấy, thì gần như đủ, còn thiếu mỗi thổ thôi, còn thiếu mỗi thổ thôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết từng sản phẩm một anh chị em nhé. Vâng, đây trước mắt anh chị em đây là mẫu đồng hồ 9010AA, được thiết kế là rất là tuyệt vời ở cái chỗ góc độ là trong mặt dial này, đấy, cọc số 12 giờ là số La Mã, đấy, xung quanh viền benzen cũng như là cọc số trong mặt đồng hồ đấy, đều được đính đá pha lê nhé. Đấy, trong mặt đây này, trong trái tim này cũng được đính đá luôn, đấy, trái tim đính đá này, viền benzen đính đá, cọc số đính đá này, rất là long lanh luôn. Và cái điểm nổi bật ở mẫu đồng hồ này đó là các bạn nhìn thấy rồi, đây kết hợp là hai trái tim đồng nhau. Đấy, rất là nhiều luôn, hai trái tim đồng nhau rất là sáng, đeo lên tay cực kỳ đẹp. Chất liệu thì vỏ và dây đều là thép 316L. Đấy. Mặt sau thì có đây thông số kỹ thuật. Đấy. Độ chịu nước của em nó là 3 ATM, cho phép bạn đi mưa rửa tay tắm thoải mái được. Vâng. Còn đằng sau này có cái mã code này anh chị em này, code này khi bạn cào lớp bạc này ra, các bạn check code là hàng chính hãng cho các bạn nhé. Vâng, tất cả đều hàng chính hãng, bảo hành 2 năm cho anh em. Vâng, cho anh em luôn nhé. Đấy. Đây là màu trắng này. Những màu khác thì thông số kỹ thuật nó cũng đều vậy thôi, nó cũng đều là thép 316L. Đấy, đây ví dụ là màu mặt trắng này, bây giờ tôi sẽ sang đây, sang màu mặt đen cũng vậy thôi anh chị em nhỉ. Đấy, màu đen đây. Đó. Độ dày của em nó chỉ khoảng 7mm thôi nha anh chị em nhé, rất mỏng luôn. Đấy, vỏ dày khoảng 7mm thôi. Mặt đen này kết hợp rất là dễ kết hợp quần áo anh chị em ạ.
mẫu này mà để mua để tặng các anh mà mua tặng người yêu thì không phải tán, và không phải tán cũng nổ luôn. Trái tim lồng lộn như thế này, và trái tim xuyên thời gian luôn này, quá đẹp luôn ạ. Tim trong tim ngoài, mẫu này mẫu mới mà rất là đẹp luôn. Đây, sang đến mẫu màu đỏ. Vâng, bạn nào mà cá tính thích nổi một chút thì đeo màu đỏ, hoặc là theo phong thủy thì đây là mệnh hỏa. Đây, cực kỳ đẹp luôn, mặt này. Đấy, tia rất là đẹp luôn này. Đấy, trong mặt đại hồ này, tia này, nhìn này. Đấy, tia lấp lánh luôn này. Đấy, đá điếc này, lấp lánh luôn. Đây này, mẫu đồng hồ này quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp luôn. Đây, màu xanh này. Đây, màu xanh này. Quá sang chảnh nữa. Dây đẹp cực kỳ luôn. Đây, mặt sau này. Đó. Đây. Dây vàng, mặt trắng. Dây vàng, vỏ vàng, mặt trắng. Đây, rất tinh xảo luôn. Tất cả đều hàng chính hãng nhé, chị em nhé. Đây, các anh mà mua tặng các chị thì quá đẹp luôn. Giá thì hạt rẻ thôi ạ. Vâng, hiện tại mẫu 9910AA này là có giá là 2.390.000 vì anh em mua online. Vâng, khi anh em chị em mua online thì chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho anh em. Vâng, đến thì như thế thì nó còn rơi vào khoảng tầm 1.900.000 thôi. Khoảng 1.900.000 là anh chị em đã sở hữu ngay một mẫu đồng hồ săn dài chính hãng đến từ Thụy Sĩ này rồi. Đây, sang đến mẫu đồng hồ tiếp đây. Đây, mẫu đồng hồ này. Vâng, dây đờ mi trắng vàng. Đây, một trái tim trắng, một trái tim vàng. Đây, trái tim trắng, trái tim vàng. Đấy, nó kết hợp đờ mi rất đẹp luôn. Trong các màu thì màu đờ mi là màu dễ đeo nhất các bạn nhé, cũng là rất là dễ đeo. Ok, đây, sang đến mẫu đồng hồ mặt đen. Đấy, trái tim đen. Đấy, còn trái tim đen, trái tim đỏ nhé. Vâng, đây, mặt đen, trái tim đen, rất sang luôn. Đấy, quá đẹp ạ. Ok, đây là xong, tôi review xong qua để cho anh chị em ngắm cái bộ sưu tập gồm có 7 màu của mẫu 9010 AA. Vâng, còn sang bây giờ ta sẽ sang đến mẫu đồng hồ là 9010 SA. Vâng, đây, 9010 SA. Vâng, đây trước mắt anh chị em, đây là màu mặt đen. Đấy, vỏ bạc. Đấy, trái tim màu đen. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, khóa đây, mặt sau đây. Chức năng thì mọi cái nó đều giống nhau, nó chỉ khác mỗi một cái mẫu, cái màu của cái ông này, đó là khác mỗi cái SA và AA. SA thì viền benzen không được tính đá, còn AA thì viền benzen có tính đá. Đây, đó. Nó chỉ khác nhau có mỗi duy nhất như vậy thôi anh chị em nhé, chứ không khác nhau ở cái gì luôn. Từ máy các thứ đều là ok hết, không có khác nhau hết. Vâng, không có khác nhau cái gì cả. Ví dụ bạn nào mà thích kiểu dạng long lanh một chút, đấy, long lanh một chút mà đeo nó nữ tính một chút thì đeo cái mẫu có đinh đá. Còn nào bạn nào mà chỉ thích nó đơn giản thôi, phóng khoáng đơn giản, chứ cũng không cần thiết phải là quá thùy mị nết na thì sẽ chọn mẫu SA này. Vâng, đây, sang đến mẫu đồng hồ tiếp theo. Đây, đây là mẫu dây trắng, mặt trắng. Đấy, vỏ trắng luôn, trắng đồng bộ luôn. Trái tim này là được khảm đá nhé, đá nhũ nhé. Đây này. Đấy, đá nhũ nhấp nhánh đây này, lấp lánh ánh sao luôn. Đá nhũ lấp lánh ánh sao. Chi tiết nhìn kỹ mới thấy ạ. Đây, lấp lánh ánh sao nhé. Cực kỳ nổi luôn. Rất là đeo vào rất là sang tay. Mẫu này thì tôi đánh giá rất là đẹp. Đây, còn mẫu này thì trái tim màu đen. Đấy, đen tuyền luôn. Mặt màu đen. Ok, rất sang. Tất cả đều thép 316L.
độ chịu nước là 3 TM, cho phép bạn đi mưa rửa tay thoải mái, tắm giặt được. Đấy, dòng này thì nó không phải dòng đi bơi, cho nên anh chị em khi mà đi bơi lội các thứ nên không nên đeo. Đây, còn đây là một em là dây vàng, vỏ vàng, trái tim cũng vàng. Đây, trái tim đều vàng hết, cực kỳ đẹp. Đây, ánh nhũ vàng nhé, ánh nhũ vàng đấy, được khảm ánh nhũ vàng luôn, rất đẹp. Cái này thì đảm bảo với anh chị là cực kỳ bền, anh chị đeo phải vài năm, 5-7 năm. Đấy, 5-7 năm chán thì bỏ, chứ còn thật ra hỏng thì không bao giờ hỏng được luôn. Còn đây sang cái mẫu này là mẫu đầm y. Đấy, màu đầm y luôn này. Đấy, kết hợp giữa là vàng và trắng. Đấy, nhũ này, cái tim nhũ này, hồng ánh này. Đấy, hồng ánh luôn này. Đấy, mặt số các thứ đều vậy thôi. Size mặt của em nó chỉ là 28 thôi anh chị em nhé. Size mặt của mẫu đồng hồ này là có 28 thôi. Đấy, độ dày là 7mm, chất liệu thép 316L. Vâng, dòng máy quắc và máy pin. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ xanh navy đi, dây kết hợp giữa dây vàng, trái tim màu xanh, mặt màu xanh đồng bộ với mặt, combo rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, không phải nghĩ luôn. Rồi sang đến mẫu đồng hồ màu đỏ. Vâng, đấy cũng như là mẫu đồng hồ bên này thôi, cũng anh chị. Vâng, những bạn nào mà thích kiểu dạng là màu nổi một chút thì đeo màu đỏ này cực kỳ sang luôn. Màu đỏ này là mẫu mà tôi cũng bán rất là chạy luôn. Vâng, rất là chạy luôn, bởi vì ít có những thương hiệu mà người ta thiết kế mặt màu đỏ, dây màu đỏ kiểu như thế này, hiếm lắm. Cho nên là thương hiệu Sunshine này thi thoảng cũng có một số mã nó cũng có cái màu đỏ tiết bò. Đấy, màu đỏ này tia rất là đẹp luôn này, nhìn này. Đấy, không anh chị em mà không mua đeo thì hơi phí luôn. Mẫu này cũng rất là số lượng có hạn thôi. Đây, sang đến mẫu đồng hồ cuối cùng trong bộ sưu tập ngày hôm nay thì anh chị em nhìn đây là một mẫu màu xanh lá, màu xanh lục. Đây, bạn nào mà thích kiểu dạng là ví dụ là bệnh mộc thích màu xanh lá thì đeo rất là tuyệt vời luôn. Đây này, anh chị em mà các anh mua cho các chị để phong thủy cũng rất là tuyệt vời. Dây này rất đẹp luôn, trước đây đó, tuyệt vời luôn nhá. Đấy, khóa này, khóa đều có các logo của Sunshine nhé. Đây này, đấy, các logo của Sunshine nhé, chứ không phải hàng linh tinh đâu nhé. Đấy, đây, rất chi tiết và rất sắc nét nhé, này chứ không phải là hàng lởm hàng liếc gì đâu nhé. Và tất cả đều hành chính hãng, bảo hành cho anh chị 2 năm, yên tâm luôn. Vâng, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng ngồi. Đây, có hộp của nó này, đây hộp Sunshine chính hãng đây. Đấy, một chiếc hộp Sunshine chính hãng rất đẹp này. Đấy, đây mặt trong đây. Đấy, đây quả bông để cài đồng hồ vào. Đấy, ngoài ra thì có túi này, túi nữa. Đây, túi này. Đấy, một chiếc túi Sunshine chính hãng. Đấy, túi đi cùng nhé. Vâng, tất nhiên rồi là có cả thẻ bảo hành. Đây là chiếc thẻ bảo hành của thương hiệu Sunshine luôn, một chiếc thẻ cứng đó, Sunshine 1983. Đây, bảo hành quốc tế luôn. Vâng, đây mặt sau thì sẽ ghi những thông số hoặc là những cái điều kiện được bảo hành đó. Thì sản phẩm của chúng tôi hiện tại đang có bán tại hệ thống đồng hồ giơ bắt của chúng tôi. Đây, đây. Vâng, có địa chỉ là tầng G, trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Phước Long Biên, số 2 đường Long Biên 2, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và hotline là 0977891897. Website là thewatt.com.vn, thewatt.vn. Thì anh chị em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại hotline này, hoặc là comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp hoặc là gửi hàng cho anh chị em. Thì trong những mẫu đồng hồ này thì anh chị em ví dụ là có thích cái mẫu nào. Đấy, thích mẫu nào thì có đếm, hay là ví dụ là đếm số, đây ví dụ là số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ví dụ chẳng hạn như anh chị em và tôi thích số 15 hoặc tôi thích số 7 hoặc tôi số 8. Đấy, thì anh chị em có thể là comment dưới video này để chúng tôi là chụp ảnh trực tiếp gửi cho anh chị em nhé. Chụp ảnh trực tiếp từng sản phẩm một, đấy, gửi cho anh chị em, hoặc là anh chị em có thể lên website
Vâng, sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ update những mẫu đồng hồ này lên website, thì là anh chị em có thể lên website để xem. Vâng, thì còn giá cả của hai em này thì cái giá của mẫu đồng hồ có đính đá thì nó đắt hơn mẫu đồng hồ không đính đá 100.000 chẳng hạn đây. Đấy, ví dụ là cái mẫu đồng hồ có đính đá thì là bao giờ nó cũng đắt hơn, bởi vì nó thêm phần đá ở viền benzen thì nó sẽ đắt hơn. Vâng, còn cái mẫu đồng hồ mà không có đính đá sẽ rẻ hơn, giá của nó chỉ có 2.290.000. Vâng, mà khi mà anh chị em mua online thì chúng tôi sẽ bớt giảm giá 20%. Chúng tôi sẽ giảm giá 20% thì mẫu đồng hồ này thì nó cũng chỉ còn khoảng tầm 1.900.000. Vâng, còn mẫu đồng hồ bên cổ không có đá thì nó chỉ còn khoảng tầm 1.800.000 thôi. Vâng, rất là rẻ luôn. Vâng, mà bảo hành 2 năm cho anh chị, đấy, đổi trả miễn phí trong 7 ngày. Anh chị em mà kết thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em nó ngay nhé. Bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Kính chúc anh chị em sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Vâng, thấy video này hay, anh chị em nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ cho The Watt của chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video lần sau. Xin chào.